Giờ măng của mình đã ngấm gia vị nhá, trông rất là ngon rồi cả nhà. Màu vàng của lạc rang này, của măng này kết hợp với... Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Quỳnh Lương đây. Và xin mời mọi người cùng vào bếp với mình nhá. Những cái video trước thì mình đã chia sẻ với các bạn cách làm măng nứa nhồi với lại thịt lợn rất là ngon đúng không ạ? Các bạn đã thực hiện ở nhà gia đình mình chưa các bạn? Nếu như bạn nào chưa thực hiện và chưa xem video đó, các bạn gõ lại là măng nứa nhồi thịt nhá. Thì mình đã làm rồi và video hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn cách làm món nộm măng ăn cũng rất là ngon. Thì như các bạn cũng biết đấy, măng nứa là một loại măng mọc từ cây, những cái mầm măng mọc từ cây nứa lên các bạn ạ. Và đặc biệt vào đầu hè và cuối thu là có măng nứa rất là nhiều vào mùa của măng. Những cái người dân trên bản ấy, người ta sẽ mang gùi này đi lên rừng và hái măng, chẻ măng mang về, và những cái măng đó sẽ được luộc qua và ngâm nước qua đêm để cho nó có độ chua một chút. Sau đó chúng ta dùng để chế biến thành các món ăn như là măng nứa nộm này, măng nứa nấu canh này, măng nứa xào này, măng nứa các bạn có thể nhồi thịt này, hoặc chúng ta khi luộc lên rồi chúng ta có thể chẻ ra để chúng ta mang phơi khô nhá. Vâng, và video hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách làm măng nứa nộm với rau thơm và lạc các bạn ạ. Đây là một món ăn làm cũng rất là đơn giản, không có gì cầu kỳ, nguyên liệu thì dễ tìm. Như vùng núi mình ấy thì rau thơm các bạn hái ở vườn nhà này, măng chúng ta lấy ở trên đồi và kết hợp với lạc rất là bùi bùi ngậy ngậy đã thành một món ăn rất là ngon rồi. Và nguyên liệu mình đã chuẩn bị ở trên bàn đây, các bạn có thể hướng theo máy quay để kiểm qua một số nguyên liệu mình chuẩn bị nhá. Đầu tiên đó chính là măng nứa đã luộc sẵn nhá. Thứ hai, các bạn chuẩn bị cho mình lạc rang và các bạn giã vỡ ra cho mình nhá. Đấy, và thứ ba là rau thơm này, các bạn chuẩn bị cho mình vài nhánh tỏi, 1-2 quả ớt này, chanh này và mắm, muối, mì, những nguyên liệu không thể thiếu để chúng ta chế biến trong món ăn. Và xin mời cả nhà cùng bắt tay vào làm món măng nộm với mình nhá. Đầu tiên khi măng nứa lấy ở trên rừng về nhá thì đã luộc sơ, và bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái phần măng nứa già đi để chúng ta chẻ nhỏ măng các bạn nhá. Đây ạ, cái đầu măng nó hơi già, mình sẽ bỏ bẩm ớt đi nhá. Chúng ta chỉ lấy cái phần măng non thôi ạ. Măng nứa vàng óng như này là măng nứa ngon các bạn nhá. Nếu như măng bị thâm và đen vào là măng nứa còn không còn ngon đâu ạ. Các bạn nhớ khi đi mua măng thì các bạn lựa những cái măng là còn vàng thì sẽ rất là ngon luôn, và hơi có mùi chua một chút rồi các bạn ạ. Người ta ngâm nước để tạo độ chua nhá. Và bây giờ phần măng của mình sau khi mình đã loại bỏ cái đầu già nhá, và tiếp theo mình sẽ chẻ măng. Một là ngày xưa thì hay dùng tay xé như thế này các bạn ạ, nhưng mình thấy thì xé như này nó sẽ không được đều nhá. Đấy, xé như này thì sẽ bị cái to cái nhỏ nó cũng sẽ không được đều nhau lắm đâu. Đấy, các bạn cũng có thể xé như này, hoặc thứ hai thì chúng ta sẽ sử dụng dao để chúng ta thái, miếng măng nó sẽ nhỏ và mềm. Đấy, mọi người làm thế nào cũng được nhá. Chúng ta thái nhỏ ra để chúng ta làm nộm. Đây ạ, măng của mình đã thái xong các bạn nhé. Chúng ta thái thì nó được đều hơn. Đấy, sau khi thái măng xong thì chúng ta sẽ đi thái rau thơm nhé. Rau thơm các bạn thái thành khúc nhỏ như này cho mình. Không thái nhỏ quá nhá, lát nữa trộn vào nộm sẽ bị nát. Rau thơm thì với măng thì các bạn sẽ hái những cái loại rau như là rau tía tô này, rau răm này, rau mùi này, rau kinh giới này, rau húng này các bạn này. Đấy, và các bạn đi giã tỏi cho mình nhá. Tỏi chúng ta sẽ đập nhỏ, đập dập và thái nhỏ cho mình.
mình sẽ đi vắt chanh và lấy nước cốt chanh các bạn nhé. Các bạn lọc hạt đi, nếu không là hạt nó đắng lắm và món nộm nó mất ngon đi. Và bây giờ sau khi chuẩn bị các nguyên liệu để làm nộm, trộn nộm đã xong nhá, thì chúng ta cùng tiến hành làm trộn nộm thôi. Bây giờ các bạn cũng cho lần lượt các nguyên liệu vào cho mình nhá. Rau thơm này, tỏi và ớt này, cho một phần lạc rang nhé. Sau đó chúng ta cho các nguyên liệu mắm, muối, mì nhé. Đầu tiên các bạn cho một thìa bột súp cho mình. Tiếp theo các bạn cho một thìa mì cho mình nhé. Các bạn cho một thìa cà phê đường. Đấy. Sau đó chúng ta trộn đều một lượt. Trông màu xanh rất là bắt mắt luôn ạ. Và các bạn cho nước cốt chanh vào nhé. Và cũng như các món nộm trước mình đã chia sẻ, thì đầu tiên các bạn cứ cho một nửa nước cốt chanh thôi, tránh món nộm của chúng ta bị chua quá nhé. Đấy. Sau đó chúng ta dùng bao tay để chúng ta trộn đều. Và các bạn cũng trộn lần lượt như thế này thôi, các bạn không bóp nhé. Để tránh măng của chúng ta bị nát thì các bạn không bóp đâu. Vâng, và bây giờ măng của mình đã ngấm gia vị nhá, trông rất là ngon rồi cả nhà. Màu vàng của lạc rang này, của măng này kết hợp với màu xanh của rau thơm rất là bắt mắt nhá. Mình đã nếm thử rồi và thấy rất là vừa vặn thì chúng ta không cần cho thêm chanh đâu. Bởi vì là măng nó đã có độ chua sẵn, thì bây giờ các bạn nhẹ nhàng bóp cái phần nước này đi nhá. Và các bạn cho ra đĩa. Đấy ạ. Nhẹ thôi, không có là nạm măng của chúng ta sẽ bị nát và không ngon đâu ạ. Vừa hoàn thành đĩa nộm măng trông rất là hấp dẫn và có màu trắng, màu vàng của măng nứa non này, màu vàng của lạc, màu xanh của các loại rau thơm. Khi thưởng thức măng thì chúng ta sẽ cảm nhận được vị giòn sật sật của măng này, vị thơm của lạc rang, rau thơm, vị chua, vị thanh của chanh và ngọt của đường hòa quyện với nhau tạo ra một món ăn rất là dân dã này. Và đặc biệt là nó đậm đà bản chất của Tây Bắc, để lại ấn tượng khó quên đối với người thưởng thức. Rất là ngon, thơm. Và đặc biệt món ăn này thì người Tây Bắc hay là người miền núi mình hay làm để phục vụ bữa cơm hàng ngày, hoặc là những cái dịp lễ Tết hay vào các ngày rằm của dân tộc nhé các bạn nhé. Vâng, với cái món ăn này thì hy vọng rằng các bạn sẽ học được thêm một món ăn mới, và một món ăn rất là đậm hương vị của miền núi, của Tây Bắc các bạn ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye mọi người.